Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Mẹo Vặt TV. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cân chỉnh một chiếc âm ly gia đình hát hay như ở ngoài quán karaoke các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua chiếc âm ly. Đây các bạn nhìn, ở đây gồm có hai cái lỗ cắm mic. Ở đây mình đã cắm sẵn một mic rồi, mic 1 và mic 2. Và bên cạnh là một cái nút bấm. Đây các bạn xem này, cái nút bấm này là nút giảm đi 20 decibel khi mình bấm vào, tức là đường tiếng từ mic đi vào sẽ bị giảm đi 20 decibel khi mình nhấn nút vào. Đây, đây là dành cho những cái người mà hát to, mà chúng ta giảm cái núm volume này vẫn cảm giác vẫn to, vẫn át cái tiếng nhạc, thì chúng ta sẽ ấn nó vào để giảm đi một chút cái âm lượng từ mic truyền vào. Đấy, đây là volume tổng. Tất cả những cái núm màu đỏ bên trái này là volume tổng cho những cái hàng đằng sau này. Khi chúng ta vặn volume tổng này xuống hết cỡ thì những cái núm đằng sau này chúng ta cân chỉnh nó sẽ không còn tác dụng nữa. Đấy, tương ứng với mỗi line thì nó gồm có các nút ở đằng sau và phía trước là volume tổng. Đây mình sẽ nói chi tiết cho các bạn từng line một. Hai line mic này nó giống nhau. Đây, cái nút đầu tiên là nút volume tổng này, nút cân bằng loa. Chúng ta vặn sang bên phải nhiều thì loa bên phải sẽ hát to hơn, và sang bên trái nhiều thì loa bên trái sẽ hát to hơn. Đây là tiếng hát ở mic nhé. Còn nút tiếp theo, đây, đây là nút vang nhé, nút echo của cái line mic này. Đấy, trong một cái line mic nó có một nút echo, khuếch đại echo đầu vào cho bộ echo phía dưới bên này. Đấy, tiếp theo là núm chỉnh âm trầm của giọng hát. Đây, giọng hát từ mic đi vào, chúng ta sẽ chỉnh âm trầm thông qua cái nút này. Tiếp theo là nút chỉnh tiếng trung. Đấy, chỉnh âm trung. Và cuối cùng là âm chép, âm chép của giọng hát. Đấy, sau khi âm thanh đi từ mic đi vào sẽ được xử lý qua cái bộ mic này, bộ chỉnh mic này, và nó được đưa xuống bộ tạo vang, và chúng ta tiếp tục chỉnh qua thông qua bộ tạo vang này để làm sao hát cho nó hay. Sau đó nó sẽ được truyền sang bộ master để hòa với nhạc mà chúng ta đưa vào. Đây, còn phần nhạc sẽ là phần phía dưới cùng này, là sẽ chỉnh nhạc. Đối với bộ vang, bộ tạo vang thì các bạn quan sát nó gồm có volume tổng này, và chỉnh âm trầm của vang này, chỉnh âm chép của vang này. Còn hai núm cuối cùng này là hai núm quyết định đến việc chúng ta hát có hay hay không. Đây các bạn xem này, cái núm này là núm chỉnh cái số lần lặp lại, tức là sau khi chúng ta hát thì những cái tiếng vọng lại ở đằng sau ấy, nó sẽ vọng lại mấy lần thì chúng ta sẽ chỉnh ở núm này. Và cái tốc độ lặp lại thì chúng ta sẽ chỉnh ở núm cuối cùng này. Đấy, cái núm này. Còn dưới cùng là line điều chỉnh ở âm nhạc. Đây là volume tổng này, nhạc đầu vào của chúng ta sẽ được điều chỉnh to nhỏ thông qua cái núm này. Và tiếp theo là bass, chỉnh bass này, chỉnh tiếng trung và tiếng chép của âm nhạc. Và bên này là bộ master. Sau khi âm thanh từ mic đưa vào và được xử lý qua bộ mic và bộ tạo vang này sẽ được đưa sang bộ master kết hợp với nhạc chúng ta đưa vào. Đây, hai cái bộ này sẽ cân chỉnh cho nó hát hay và sẽ đưa sang cái bộ master tổng này, sẽ điều chỉnh một lần cuối cùng và đưa vào bộ công suất, khuếch đại lên và cho ra loa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh từng cái line một này nhé. Bây giờ mình sẽ căn chỉnh mic trước. Chúng ta sẽ vặn tất cả volume tổng về số 0. Và volume bên master thì chúng ta sẽ để ở mức 9 giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ căn chỉnh mic nhé. Mình sẽ tăng mic lên 9 giờ và alo thử. Alo, alo, alo. Và sẽ tiếp tục căn chỉnh
volume master lên 12 giờ. Alo. 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 Nếu mà chúng ta thấy hơi to thì chúng ta giảm mic một chút. Alo. Alo. Đó, các bạn nghe rất là khô đúng không ạ? Không có vang. Chúng ta sẽ bắt đầu tăng cái vang này lên 9 giờ. Alo. 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 Đấy. Sau khi chúng ta tăng vang lên 9 giờ, nó có độ vang, thì chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh bên line mic này nhé. Đây. Cái bên cân bằng loa này chúng ta cứ để giữa, để hai loa nó cân bằng nhau. Và đến cái núm echo đầu vào của mic thì chúng ta sẽ nhích sang bên 1 giờ, giữa 1 giờ và 12 giờ. Alo. Alo. Đó. Tiếp theo là đến cái núm bass của mic. Chúng ta sẽ tùy vào giọng của chúng ta mà chúng ta chỉnh làm sao nghe cho nó rõ nhất. Đây. Cái núm bass này các bạn sẽ chỉnh về 11 giờ. Và các bạn sẽ nói 4 7 4 7 4 7 4 7. Đấy các bạn, chỉnh nghe nó giọng nó trong nhất thì chúng ta sẽ để ở cái mức đấy. Và tiếp theo là cái núm chỉnh tiếng mid. Tiếng mid này chúng ta sẽ đẩy sang giữa 1 giờ và 12 giờ. Còn cuối cùng là nút chép thì chúng ta sẽ để ở 1 giờ nhé. Alo. 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 4 7. Alo. Đấy, tiếng bên mic chúng ta sẽ để như này. Tuy nhiên là mỗi âm ly và mỗi giọng hát của từng người nó sẽ hơi khác một chút. Các bạn lưu ý là chúng ta phải chỉnh làm sao mà cảm giác chúng ta hát nó nhẹ nhàng nhất. Đây. Còn tiếp theo đến chúng ta sẽ chỉnh đến vang nhé. Vang thì các bạn tiếp tục đẩy lên 11 giờ. Đấy. Volume tổng chúng ta sẽ đẩy lên 11 giờ. Và tiếp theo là tiếng bass của vang chúng ta sẽ để 12 giờ. Và tiếng chép của vang chúng ta sẽ để giữa 12 giờ và 1 giờ nhé. Và tiếp theo là số lần lặp lại của vang, chúng ta sẽ alo thử. Alo. Alo. Đây, bây giờ mình sẽ giảm xuống hẳn cho các bạn. Alo. 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 Đây, khi mình giảm xuống hết thì nó sẽ không có lặp lại nhé. Alo. Alo. Nó sẽ đứt luôn. Và chúng ta sẽ tăng lên 11 giờ. Chúng ta alo thử. Alo. 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 Nếu mà chúng ta giọng hát yếu thì chúng ta tăng lên 12 giờ nhé. Thường thì mình sẽ để 12 giờ, giữa 12 giờ và 1 giờ sẽ hát được. Alo. 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 Và cuối cùng là tốc độ lặp lại, là cái độ delay của cái số lần lặp lại này, chúng ta sẽ tăng lên 1 giờ. Alo. 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 Đây, mình sẽ tăng lên cao để các bạn nghe thử. Alo. 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 Đấy, chúng ta để càng cao thì cái tốc độ lặp lại nó càng nhanh thì tiếng nó càng khô. Alo. 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 Đấy, nó sẽ vọng lại ở đằng sau là tốc độ nó nhanh hay chậm. Các bạn để 1 giờ nhé. Alo. 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 Đấy, 1 giờ. Alo. 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 Còn về phần music, về chỉnh nhạc thì các bạn sẽ tùy vào loa của chúng ta mà chúng ta cân chỉnh nhé. Thường thì chúng ta sẽ để chỉnh mic với nhạc nó phải cân bằng nhau. Khi chúng ta hát và mở nhạc lên thì chúng ta sẽ nghe tiếng mic và tiếng nhạc chúng ta chỉnh làm sao mà cho volume của mic và nhạc nó cân bằng nhau là được. Đấy. Thông thường để hát hay thì chúng ta sẽ tăng âm nhạc lên cao hơn mic một xíu. Nhưng mà không để nhạc nó át cái tiếng hát của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ cân chỉnh làm sao mà cho nó vừa. Tiếp theo là cái núm chỉnh bass của âm nhạc. Bass âm nhạc chúng ta sẽ chỉnh lên 1 giờ.
cái bát này cũng phải phụ thuộc vào loa của chúng ta nhé. Nếu mà loa của chúng ta yếu mà chúng ta tăng bát lên nhiều, khi nhạc nó đập lên thì nó có thể sẽ dè mà nghe không hay. Chúng ta sẽ cân chỉnh theo cái loa của chúng ta. Và tiếp theo là tiếng chung thì các bạn để giữa 12 giờ và 1 giờ. Và đến nút chép của âm nhạc thì các bạn để 2 giờ nhá. Đấy. Alo 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 alo. Rồi. Và tiếp theo là đến bên volume master. Volume master thì các bạn sẽ để 11 giờ nhá. Và nếu các bạn thấy âm nhạc ở bên đầu vào này không đủ thì chúng ta sẽ tăng lên. Đấy. Đến 11 giờ đến 12 giờ nhá. Và cái núm bát này chúng ta sẽ để ở giữa 1 giờ và 12 giờ. Đấy. Tiếng chung chúng ta để 12 giờ. Và chép chúng ta sẽ để giữa 1 giờ và 2 giờ. Đấy. Đây là mình đã căn chỉnh tương đối là ok nhá. Tuy nhiên là bạn phải vừa hát vừa cân chỉnh thì chúng ta hát nó sẽ chuẩn hơn. Khi chúng ta biết được chức năng của từng cái núm này thì chúng ta cân chỉnh nó sẽ rất là dễ dàng nhá. Hát làm sao mà chúng ta thấy nó dễ hát nhất và nhẹ nhất là được. Mình sẽ alo thử các bạn. Alo 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 1 2 3 4. Alo alo. Đấy, khi chúng ta cân chỉnh ok thì việc hát thì nó sẽ rất là dễ dàng. Bây giờ mình giả sử mà chúng ta không biết chỉnh, chúng ta không có vang nhé, các bạn hát sẽ không ra gì luôn. Alo. Đây, giả sử mình giảm hết vang này. Alo. 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 Đó, nếu không có vang thì chúng ta hát sẽ không hay. Mà vang nhiều quá thì nó cũng hát không hay nhé. Vang nhiều quá cũng có thể bị hú và rít mic. Theo cái cách căn chỉnh này chúng ta hát sẽ không bị hú và rít nhá. Sẽ rất là ok. Đây. Alo 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 1 1 2 3. Alo 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 alo. Rồi, trên đây là toàn bộ cái hướng dẫn mình chia sẻ đến các bạn này, cách căn chỉnh âm ly làm sao hát cho nó hay. Và video của mình xin kết thúc ở đây nhá. Bạn nào ở nhà có âm ly thì chúng ta có thể xem và tham khảo cách căn chỉnh này để có thể chỉnh một cách hợp lý, hát hay nhất nhé. Và bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.